Một tướng Nga hôm thứ Bảy vào ngày 16 tháng 3 tuyên bố một số lượng lớn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng bom chân không, một loại vũ khí cực mạnh còn được gọi là bom khí dung hoặc là vũ khí nhiệt áp hút oxy từ môi trường xung quanh để tạo ra những vụ nổ lớn có tính sát thương rất cao. Cụ thể, theo CNN, Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc họp rằng có tới 300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công chính xác bằng bom chân không do lực lượng Nga tiến hành. CNN cho biết họ không thể xác minh độc lập các con số và chưa có bình luận ngay lập tức từ Ukraine. Đại tướng Alexei Kim, Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, không cho biết nơi cuộc tấn công diễn ra, nhưng mô tả địa điểm diễn ra cuộc tấn công là điểm triển khai của lực lượng Kraken, theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine. Theo CNN, trong tuyên bố trên, Đại tướng Alexei Kim đang đề cập đến một đơn vị đặc biệt của tình báo quốc phòng Ukraine. Các chi tiết về cuộc tấn công được tiết lộ trong cuộc họp tại trụ sở của nhóm lực lượng hỗn hợp nơi đại tướng shoigu nghe báo cáo từ các chỉ huy về tình hình hiện tại trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt là cụm từ mà nga dùng để nói về cuộc chiến ở ukraine Đại tướng Alexei Kim cũng không đề cập đến thời điểm cuộc tấn công diễn ra, nhưng lưu ý rằng chỉ riêng trong tuần qua, nhiều hoạt động hiệu quả của các hệ thống trinh sát và tấn công ba tổ hợp Patriot của Mỹ, một bệ phóng tên lửa đa nòng Vampay với hơn 10 tên lửa do nước ngoài sản xuất, cũng như nhiều hệ thống pháo binh, kho nhiên liệu và đạn dược đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tương Kim cũng báo cáo với Đại tướng Sergo trong cuộc họp rằng Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể cả về thiết bị và nhân lực khi Nga sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái để tấn công. Cơ quan an ninh liên bang Nga gọi tắt là FSB hôm 15 tháng 3 cho biết một công dân Nga đã bị bắt giữ tại Moscow vì cáo buộc phản quốc. Theo FSB, người này đã thú nhận hợp tác với Ukraine để lắp ráp và phóng máy bay không người lái. Trong một tuyên bố, FSB cho biết người đàn ông chưa được công bố danh tính đã phóng các máy bay không người lái để tạo ra các mục tiêu giả ở khu vực lân cận các cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga với mục tiêu đánh lừa hệ thống phòng không nước này. Hãng tin Interfax trích dẫn một đoạn video do FSB công bố cho biết người đàn ông này từng làm việc cho quân đoàn tự do Nga, một nhóm vũ trang đóng quân ở Ukraine có quan điểm chống đối điện Kremlin. Đây là một trong ba nhóm đã tuyên bố tấn công vào lãnh thổ Nga trong vài ngày qua ở khu vực biên giới với Ukraine. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các nhóm này, đồng thời đã ngăn chặn thành công vụ tấn công và khiến Kiev chịu thiệt hại nặng nề. Ukraine tuyên bố các nhóm trên hoạt động độc lập và không liên quan tới chính quyền Kiev. Thời gian gần đây, Ukraine được cho là đã liên tục tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Điều này có thể làm giảm sản lượng xăng và dầu diesel của Nga và đẩy giá lên cao. Moscow đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 3. Một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới. Ngoài ra, Moscow cũng cáo buộc Ukraine thực hiện các vụ tập kích UAV vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ukraine hiếm khi bình luận về những cáo buộc này. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksiy Danilov tuyên bố hôm 15 tháng 3: "Tôi muốn nói rằng, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng chiến tranh sẽ không lan tới Nga, ông ấy đã nhầm. Ông Danilov cảnh báo, nếu hôm nay họ đã bắt đầu phải chịu đựng đòn tấn công ở khoảng cách 800 tới 900 km thì tin tôi đi, trong tương lai gần sẽ là hàng nghìn km. Chúng tôi sẽ không để họ sống yên bình cho đến khi họ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi." Trung tướng Oleksandr Sidoriski Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine AFU vừa đến thăm binh sĩ đang chiến đấu ở tiền tuyến gần Adipka và cập nhật tình hình chiến sự nóng bỏng trong khu vực. Ông Sirsky nhấn mạnh rằng các lực lượng Nga đã tập trung nỗ lực tấn công chính gần Adipka, đồng thời cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine trong vài ngày liên tiếp. Các cuộc giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra trong khu vực do ba lữ đoàn Ukraine chịu trách nhiệm. Các binh sĩ của ba lữ đoàn này đang phải đối mặt với các cuộc tấn công hàng ngày của người Nga liên quan đến cả xe bọc thép và các cuộc tấn công của bộ binh. Theo ông Sirsky, Bộ Chỉ huy quân sự Nga rất coi trọng khu vực tiền tuyến này, triển khai mọi phương tiện sẵn có. Vị tướng Ukraine cho hay, các hành động tấn công của đối phương được hỏa lực pháo binh giải đặc hỗ trợ. Ngoài ra, Nga cũng sử dụng tích cực các máy bay không người lái FPV mang theo thuốc nổ. Máy bay Nga cũng tấn công định kỳ các vị trí Ukraine bằng bom dẫn đường trên không từ khoảng cách 40 đến 50 km. Trong khi đó, các vị trí pháo binh và các thành phần chính trong đội hình chiến đấu của Nga được hệ thống tác chiến điện tử bảo vệ chặt chẽ, tránh đòn tấn công trả đũa từ Ukraine, ông Zelensky nói. Ông lưu ý rằng, chiến thuật của AFU gần Adipka bao gồm việc gây tổn thất tối đa cho quân Nga bằng cách sử dụng pháo và máy bay không người lái tấn công. Ông Zelensky nói: "Cùng với các chỉ huy, chúng tôi đã xem xét các phương án tối ưu cho hoạt động tác chiến của quân đội, cơ động với lực lượng dự bị" đảm bảo cung cấp đủ đạn dược và các phương tiện khác cho binh lính ở tiền tuyến. Tất cả các biện pháp cần thiết đã được thực hiện để củng cố khả năng phòng thủ. Ngoài ra, Tổng tư lệnh Zelensky cũng công bố một bức ảnh cho thấy kết quả hoạt động tác chiến của AFU theo hướng Adipka, trong đó cho thấy các thiết bị quân sự của Nga bị lực lượng Ukraine phá hủy. Thành phố Adipka thuộc Donetsk vừa bị lực lượng Nga giành quyền kiểm soát vào giữa tháng 2. Kể từ đó, quân đội Moscow đã lấy đà và nhanh chóng chiếm được thêm một số ngôi làng của Ukraine về phía tây Adipka. Nhưng sau vài ngày liên tiếp giành được những bước tiến nhanh chóng, các cuộc tấn công của Nga đã bị dậm chân tại chỗ xung quanh ba ngôi làng đang tranh chấp gần Adipka, gồm Belichi, Olipka và Toneke. Ukraine đã điều động lực lượng đáng kể để bảo vệ khu vực, và quân đội Nga hiện đang tấn công các bãi đất trống với rất ít chỗ ẩn nấp, khiến bước tiến của họ bị mất đà. Các chuyên gia quân sự cũng đã trích dẫn một số yếu tố, bao gồm địa hình công thuận lợi cho các hoạt động tấn công của Nga. Theo đó, ông Paris Paroyne, nhà phân tích của Breitbart Group, một cộng đồng nguồn mở có trụ sở tại Phần Lan bình luận. Các lực lượng Nga dường như đang cố gắng tiến lên bằng cách sử dụng các nhóm tấn công bộ binh nhỏ, nhưng đang bị chặn lại do địa hình tương đối rộng mở phía tây Adipka. Thibault Ferret, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Pháp cũng nhấn mạnh, việc Nga chiếm giữ Adipka không dẫn đến sự sụp đổ của phòng tuyến Ukraine cũng như khả năng người Nga tiến lên vùng đất trống hoặc đạt được những lợi ích lớn. Không có hành động quyết định hay đột phá nào cả. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15 tháng 3 cảnh báo Ukraine những ngày gần đây liên tiếp triển khai lực lượng cố gắng xâm nhập vào các khu vực dân cư, dân sự trên lãnh thổ Nga. Trong đó có 4 vụ tại bang Belgorod và một lần tại bang Quốc, nhưng đều bị quân đội Nga đẩy lùi, tát đưa tin. Ông chủ điện Kremlin cho rằng, những cuộc tấn công của Ukraine hoàn toàn vô nghĩa về mặt quân sự, chỉ nhằm can thiệp bầu cử, gây gián đoạn quá trình bỏ phiếu, bầu cử Tổng thống và uy hiếp người dân Nga ở những vùng giáp biên giới Ukraine. Tổng thống Nga nêu rõ, họ thất bại ở mọi mũi tiến công, các đợt xâm nhập đều bị đẩy lùi, đối phương phải rút chạy với tổn thất nặng nề. Quân đội Ukraine điều động hơn 2.500 lính, 35 xe tăng và 40 thiết giáp cho chiến dịch, nhưng đã mất 60% binh lực và hơn 50% tăng thiết giáp. Ông Putin tuyên bố, phòng không Nga chặn được 95% tên lửa và đạn pháo từ Ukraine, nhưng xác nhận một số dân thường đã bị thương vong và cam kết hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Theo Tổng thống Putin, những vụ tấn công của Ukraine vào Nga trong giai đoạn bầu cử chắc chắn sẽ hứng đòn trừng phạt trả đũa. Ông Putin nhấn mạnh, người dân Nga sẽ càng thể hiện lòng đoàn kết vững vàng hơn trước những cuộc tập kích. Trước đó, quân đội Nga ngày 15 tháng 3 thông báo, đã phát hiện khoảng 30 tay súng sử dụng hai trực thăng Mi-8 đổ quân xuống khu vực cách biên giới Nga khoảng 1 km. Nhóm này sau đó di chuyển về phía làng Kozinka thuộc bang Belgorod của Nga. Quân đội Nga sử dụng pháo và máy bay tấn công lực lượng xâm nhập ngôi làng, đồng thời dùng hệ thống giải mìn từ xa để ngăn viện binh đối phương kéo đến. Hôm 14 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, một nhóm binh sĩ từ Ukraine cố gắng xâm nhập khu định cư Sporazicino ở bang Belgorod của Nga bằng xe tăng và thiết giáp, nhưng bị đẩy lùi. Phía Nga tuyên bố loại bỏ vòng chiến đấu 195 binh sĩ đối phương cùng 5 xe tăng và 10 phương tiện cơ giới khác. Hồi đầu tuần ngày 12 tháng 3, Nga đã buộc phải triển khai lực lượng để chặn một nhóm phá hoại Ukraine cố gắng xâm nhập biên giới Nga ở hai bang Belgorod và Quốc. Loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 234 tay súng, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất. Giới chức Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Putin trong khi tình hình ở biên giới Nga leo thang căng thẳng, Ukraine cũng liên tục triển khai máy bay không người lái UAV tấn công các mục tiêu dân sự ở Nga, khiến một số dân thường thiệt mạng. Thủ tướng Đức bày tỏ ủng hộ Ukraine, tuyên bố lập liên minh cung cấp rocket tầm xa cho nước này sau cuộc họp với lãnh đạo Pháp Ba Lan. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Berlin hôm 15 tháng 3 chúng tôi đang thiết lập liên minh mới về pháo phản lực rocket tầm xa. Các đồng minh sẽ duy trì hỗ trợ chừng nào còn cần thiết. Tổng thống Nga nên hiểu rằng chúng tôi sẽ không từ bỏ ủng hộ Ukraine. Cuộc họp giữa lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan được tổ chức nhằm hàn gắn bất đồng và thể hiện đoàn kết với Ukraine. Thủ tướng Sol nói rằng các nước viện trợ sẽ ủng hộ lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Moscow để mua vũ khí cho Kiev. Tổng thống Macron cho hay, cả ba quốc gia đều thống nhất trong mục tiêu không để Nga chiến thắng và duy trì hỗ trợ Ukraine đến cùng. Ông cũng nhấn mạnh, các lãnh đạo đã thống nhất không gây leo thang căng thẳng với Nga, dường như nhằm xoa dịu sự phản đối sau khi đưa ra ý tưởng triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine. Sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022, Mỹ, EU và các đồng minh đã ráng nhiều đòn trừng phạt với Moscow nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt chiến sự. Một trong số đó là phong tỏa khoảng 50% dự trữ vàng và ngoại tệ của Moscow ở nước ngoài, trị giá khoảng 330 tỷ đô la Mỹ. Liên minh châu Âu EU đã đóng băng 220 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, trong đó khoảng 90% do công ty dịch vụ tài chính Euroclear ở Bỉ nắm giữ. Khoản lợi nhuận từ số tài sản này có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 28 tháng 2 kêu gọi sử dụng lợi nhuận từ tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây để mua vũ khí cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng Hòa hôm 14 tháng 3 cho biết dự luật viện trợ bổ sung cho Ukraine và Israel sẽ được đưa ra bỏ phiếu riêng rẽ trong vài tuần tới. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy phe Cộng Hòa ở Hạ viện dường như đã nhượng bộ trong vấn đề viện trợ cho Ukraine. Trong nhiều tháng qua, phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện Mỹ từ chối thông qua dự luật có điều khoản viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, yêu cầu khoản hỗ trợ cho Kiev phải được gắn với vấn đề an ninh biên giới hay là cải cách nhập cư của Mỹ. Ông Johnson từng yêu cầu quyết liệt trong thư gửi Nhà Trắng vào tháng 12 năm 2023. Nguồn viện trợ bổ sung cho Ukraine phụ thuộc vào cách chính quyền cải cách luật an ninh biên giới hạ viện mỹ cương quyết không chịu nhượng bộ khi thượng viện đề xuất một dự luật mới trong đó đưa ra điều khoản kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn như yêu cầu tổng thống joe biden đóng cửa hệ thống tiếp nhận người tị nạn của mỹ nếu các cuộc vượt biên bất hợp pháp vượt ngưỡng nhất định sự cương quyết của phe cộng hòa khiến khoản viện trợ cho ukraine tiếp tục bế tắc trong bối cảnh nước này hứng chịu nhiều khó khăn trước đà tiến của nga trên chiến trường Tuyên bố hôm 14 tháng 3 của Chủ tịch Hạ viện Johnson dường như đã đảo ngược quan điểm cứng rắn trước đây. Điều này có thể khiến Johnson trở thành mục tiêu bị phe cực hữu trong Đảng Cộng Hòa, những người chịu nhiều ảnh hưởng từ cựu Tổng thống Donald Trump công kích trong những tháng tới. Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene hồi tháng 1 cảnh báo sẽ kích hoạt cục bỏ phiếu phế chuất ông Johnson khỏi chức Chủ tịch Hạ viện nếu ông trình dự luật viện trợ bổ sung cho Ukraine lên Hạ viện. Bà Greene nói, chúng ta không thể viện trợ cho Ukraine Nhấn mạnh đó là điều tuyệt đối không nên làm. Đây cũng là quan điểm được cựu Tổng thống Trump đưa ra. Người tuyên bố Mỹ không nên viện trợ thêm một xu cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể rơi vào tình thế khó khăn nếu bà Green hoặc bất cứ nghị sĩ Cộng hòa nào đệ trình kiến nghị bãi nhiệm ông. Thế đa số của phe Cộng hòa tại Hạ viện hiện chỉ còn 5 phiếu do hạ nghị sĩ Ken Buck đột ngột từ chức. Tổng thống Biden hồi tháng 10 năm 2023 kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách 106 tỷ đô la Mỹ cho an ninh quốc gia, trong đó ràng buộc khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine với 14 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho Israel trong chiến dịch trả đũa Hamas. Tuy nhiên, những đề xuất từ Nhà Trắng đều không thể thúc đẩy Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ cho Ukraine và Israel, khiến tình trạng này kéo dài tới năm nay. Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine với hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ an ninh và liên tục cam kết ủng hộ Kyiv đến chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên hoài nghi về khả năng Mỹ duy trì nguồn hỗ trợ này cho Ukraine.